Phòng khám học của Trần Tuấn An Thầy Mộc xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là một cái bạn bạn còm rất là hay. Tôi cũng bị và bạn ấy còm ở trong cái bài đó là bị hội chứng dục kích thích. Thế thì bạn ấy còm là tôi cũng bị, nhưng khi tập khí công Phật thủ 3.600 cái một ngày, vẩy tay khí công dịch chân kinh 12 thức và bát đoạn cẩm tập được 6 tháng thì hết hẳn. Đương nhiên rồi, đây là một cái người rất là kiên trì tập luyện, bởi vì khi mà chúng ta bị không may bị cái chứng đại tràng, hội chứng gọi là đại tràng suy yếu hoặc là viêm đại tràng hoặc là hội chứng dục kích thích, thì cái việc đầu tiên nó phải tắc nghẽn ở đâu đó. Nó chỉ đơn giản thôi, đông y nó coi là khí hành thì huyết hành thì phong bế tự hết. Và cái việc mà bạn tập đều đặn như này, tập khí công, tập tất cả những cái phương thức như này mà tập được 3 đến 6 tháng thì đương nhiên nó hành khí và giúp nó cân bằng âm dương. Và cái việc mà cái quan trọng nhất của khi mà một người tập nó là gì? Khi người ta tập thì hành khí. Và hành khí thì giúp tâm an, mà tâm an thì hội chứng stress nó giảm và nó không còn nữa. Thì đương nhiên rồi, những cái hội chứng kích thích này nó sẽ giảm hoặc là nó sẽ hết hẳn. Thì với một cái thông điệp của phòng khám y học của Trường Thuốc Nam Thầy Mộc đưa ra là gì ạ? Với những người không may bị mắc bệnh, đừng chưa nói là hội chứng kích thích nhé. Vì hội chứng kích thích là cái chứng bệnh mà tất cả các công ty dược phẩm, tất cả các cái tổ chức y tế thế giới chưa một ai dám phát biểu rằng là tôi chữa được. Nên cái việc mà các anh chị tập luyện hoặc là những cái bệnh khác nữa, thì cái việc hành khí hoạt huyết giúp cho cơ thể điều hòa thì là cực kỳ tốt, không những tốt mà còn gọi là siêu tốt. Thế thì với một cái chứng bệnh liên quan hay là hội chứng dục kích thích, thì cái điều đầu tiên với một người mà khi mà muốn chữa bệnh là phải làm thế nào để cho toát mồ hôi ra và làm thế nào để cho nó cơ thể nó kiện vận vận hóa, là giúp cân bằng hết. Và khi nó cân bằng rồi thì nó trở về cái trạng thái ban đầu, là khi từ khi sinh ra là cái chị đã một linh thể khỏe mạnh rồi. Và khi đã khỏe mạnh rồi thì là khi một cái quá trình sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, thì tâm sinh lý, đặc biệt là những cái tham sân si dẫn tới tình trạng là mất cân bằng và có bệnh ấy, thì chúng ta tập luyện thì sẽ ok. Và chúc bạn luôn mạnh khỏe, cố gắng tập luyện đều, giúp cho hành khí hoạt huyết và giúp cho với những cái thông điệp như thế này thì bạn nên cố gắng trao đi rất là nhiều, hoặc là đi hướng dẫn rất là nhiều người để người ta có cái nhìn về bệnh tật, đặc biệt là có cái cách để biết thay đổi từ nội khí ở bản thân và giúp được nhiều người hơn nữa. Xin chào.